Chào các bạn, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ như hiện nay thì các sản phẩm dù ra mắt năm ngoái cũng có vẻ như là đã lỗi thời rồi. Với giá khi mới ra mắt lên tới 9,5 triệu đồng thì LG LT3 nằm trong top những sản phẩm có cấu hình tốt cùng màn hình rất đẹp. Tuy nhiên thì hiện nay mức giá của sản phẩm này chỉ còn lại chưa đến 3 triệu đồng. Có rất nhiều bạn thắc mắc, vậy thì liệu ở thời điểm hiện tại cấu hình hay trải nghiệm của sản phẩm này đã lỗi thời chưa? Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một video trải nghiệm việc chơi game, hay có thể nói là xem hiệu năng của máy ở thời điểm hiện tại có đáp ứng được nhu cầu của chúng ta hay không. Mình sẽ nói lại một chút về cấu hình của máy. LTE3 sở hữu chip Snapdragon S4 2 nhân với dung nhịp 1.5GHz, GPU Adreno 225 cùng với 2GB RAM. Với việc sở hữu cấu hình này cùng màn hình chỉ là 720p nên LG LTE3 hoạt động ở các tác vụ cơ bản rất mượt mà, trơn tru. Bây giờ, mình sẽ thử chạy phần mềm AnTuTu Benchmark. Số điểm này có thể không cao ở thời điểm hiện tại, nhưng khi LTE3 mới ra mắt thì chắc có lẽ không hề kém cạnh một siêu phẩm nào. Theo cảm quan của mình, máy mượt mà không hề thua kém các sản phẩm từ 22 đến 25 nghìn điểm. Bây giờ, mình sẽ thử chơi một trò chơi 2D nhẹ nhàng. Như các bạn thấy thì máy hoạt động nhẹ nhàng, game load rất nhanh, không hề có hiện tượng giật hay lag. Còn đây là một game 3D nặng hơn, với nhiều hiệu ứng hình ảnh cũng như nhân vật. Với những tựa game có đồ họa tốt như thế này thì nhiều sản phẩm giá rẻ đã có cảm giác hơi bị hụt hơi khi chạy. Tuy nhiên thì với RAM 2GB cùng phần mềm của máy được nâng cấp lên Android 4.4 KitKat nên máy vẫn chạy bình thường. Cảm giác không hề có sự ì ạch mà chỉ đơn giản như là mở một bức ảnh vậy. Cuối cùng, mình sẽ thử chạy game Alpha 8. Đây là một trò chơi có đồ họa rất đẹp, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc máy phải hoạt động vất vả hơn. Mình nghĩ là phải đến khoảng 80% máy ở tầm giá dưới 3 triệu đồng không thể chạy mượt mà game này được. Không biết là khả năng của LTE3 có trụ được không đây? Các bạn thấy ở đây thì trò chơi được load rất nhẹ nhàng. Nếu không biết cấu hình của máy thì chắc mình sẽ nghĩ ít nhất máy phải được trang bị chip M4 Pro mất. So với các sản phẩm cao cấp hiện nay thì máy có cảm giác chạy ứng dụng khá là tương đồng, tức là đều không khựng hay là giật hình. Tuy nhiên thì với cấu hình chỉ là loại kép như thế này thì đây cũng có thể là một điều vượt ngoài mong đợi rồi. Với những chi tiết nhiều đồ họa thì máy cũng không hề có biểu hiện xuống sức, rất là tuyệt vời. Thậm chí nếu mình thoát ra ngoài bằng nút home thì khi trở lại không hề bị văng hay là tắt ứng dụng như các sản phẩm tầm trung hay là phổ thông khác. Đây chính là sức mạnh đến từ RAM 2GB của máy. Bây giờ mình sẽ mở một video Full HD xem máy có xử lý kịp hay không. Như các bạn thấy thì máy vẫn chạy bình thường, thậm chí là khi mà mình thu nhỏ lại rồi chạy thêm các ứng dụng khác thì LTE3 vẫn chưa hề cho thấy biểu hiện xuống sức của mình. Mọi thao tác thì vẫn rất là mượt mà. Có được trải nghiệm tốt như thế này thì một phần lớn công thuộc về bộ nhớ RAM 2GB giúp chúng ta chạy một lúc nhiều ứng dụng mà không lo bị hết bộ nhớ. Xin nhắc lại thì nhiều siêu phẩm hiện nay cũng chỉ dừng lại ở 2GB RAM mà thôi. Điều này cho thấy LG đã vô cùng ưu ái LTE3 khi trang bị cho sản phẩm này một bộ nhớ RAM rất khủng vào thời điểm năm ngoái. Không chỉ đem đến một thanh RAM lớn, mà LG còn trang bị cho máy một màn hình True HD IPS tuyệt vời. Màn hình của máy có góc nhìn cực rộng cũng như là rất mịn màng và nổi bật với mắt người dùng. Chính vì thế mà việc trải nghiệm game hay là xem phim trên LTE3 có thể làm hài lòng phần lớn người tiêu dùng. Khi mà các sản phẩm giá rẻ hiện nay chủ yếu được trang bị màn hình TFT với góc nhìn đẹp cùng màu sắc ảm đạm,
thì LT3 lại vô cùng nổi bật với màn hình IPS cao cấp này. Mình đã thử sạc đầy pin và chơi game 3D trong khoảng 2 tiếng rưỡi thì máy vẫn còn tới 25% pin. Như vậy, ở đây thì máy có một thời lượng sử dụng rất là tốt. Nếu các bạn chỉ có nhu cầu là nghe gọi, lướt web thì máy hoàn toàn có khả năng đáp ứng trong trọn vẹn một ngày làm việc, thậm chí còn có thể sang cả ngày thứ hai nữa. Trên đây là video đánh giá về hiệu năng chiếc LT3 của mình. Không những đáp ứng đủ nhu cầu giải trí cơ bản, mà nó còn làm bất ngờ khi cả những game khủng cũng chạy mượt mà, hay là khả năng đa nhiệm tuyệt vời. Với giá niêm yết chưa đến 3 triệu đồng tại Di Động Thông Minh, thì đây là một đối thủ cứng đầu đến từ LG mà các hãng khác phải dè chừng. Nếu cảm thấy video hữu ích, các bạn có thể like Facebook cũng như subscribe đi channel của Di Động Thông Minh. Xin cảm ơn.